Xin chào các bạn, đến với số hỏi đáp thứ 27 của số công nghệ TRD. Chào tất cả anh em nhá. Hôm nay thì cũng như mọi hôm thì hai anh em mình gồm Lương và Quyết sẽ thay nhau trả lời các câu hỏi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Vâng, đến với câu hỏi đầu tiên của bạn giải trí tổng hợp. Anh ơi, cho em hỏi máy hiện tượng hở điện và khi cài đặt một số phần mềm thì nó tự động reset lại toàn bộ. Em phải chỉnh sửa sao ạ? Mong anh giải đáp. Em ơi, đối với các máy mà vỏ nhôm thì đã từ cũng lâu lâu phết rồi. Anh đã làm một cái bài để giải thích. Với những cái mạng lưới điện ở Việt Nam ấy, đại đa số ở trong nhà dân sinh hoạt thì em sẽ không có hệ thống chống giật. Và thường những cái ổ cắm thì em để ý, nếu mà từ nước ngoài về họ sẽ có 3 chân. Đó là một chân để tiếp mát chống giật. Còn nếu trong trường hợp mà em cắm 2 chân, nếu mà người em điện trở thấp mà chân đất, thì trong trường hợp đó thì khi em sờ vào những cái máy vỏ nhôm, về nguyên lý nó sẽ giật hơi tê tê. Đúng ra thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến chất lượng của chiếc máy cả, nhưng mà nó sẽ gây cảm giác rất khó chịu. Anh còn em muốn khắc phục những điểm này thì anh đều khuyến cáo với khách hàng nên bọc một loại lớp ni lông dán vừa là chống sức cho máy vừa là chống nó giật điện cho em. Còn trường hợp mà khi em cài phần mềm mà nó reset thì em thứ nhất là kiểm tra xem cái hệ điều hành của em có lỗi hay không. Mà reset thì bao giờ trên màn hình nó sẽ có một dòng thông báo là tại vì sao nó reset. Có thể là một cái phần mềm gì đó nó xung đột, nó không cho phép em cài thì nó cũng reset lại. Còn nếu mà muốn kiểm tra máy thì cứ mang qua cửa hàng anh sẽ kiểm tra cho em hoàn toàn miễn phí nha em nhá. Câu hỏi thứ hai của bạn Dũng. Shop cho em hỏi là em là sinh viên kỹ thuật xây dựng, muốn mua một laptop dưới 20 triệu thì nên mua con nào? Em muốn mua hình thức đẹp một chút, không quá nặng, cồng kềnh, mong anh tư vấn, em cảm ơn ạ. Ông này là mặc cái bệnh ở bên ngoài rồi. Chứ là nếu mà anh nói một câu rất thật lòng nhá, nếu như thực sự mà để dân xây dựng ấy thì người ta sẽ tìm hiểu những dòng máy chạm. Nếu máy chạm, nếu em không có sự hiểu biết và không yêu nghề thì chắc chắn em sẽ không dùng. Bởi vì những chiếc máy này thường là rất cồng kềnh và rất nặng, nhưng nếu mà hiệu năng xử lý của nó thì phải nói là tuyệt vời. Còn nếu như chưa đến mức chuyên nghiệp thì chỉ có các phân khúc máy tính gaming, thứ nhất là nó vừa rẻ vừa cấu hình cao mà em có thể vừa chơi vừa làm việc hoàn toàn bình thường. Còn anh khuyên em thật lòng, nếu thực sự mà muốn một chiếc máy cày ra tiền thì cứ dùng những dòng máy mà làm sao cái độ ổn định nó cao, nó trâu bò là được, chứ đừng về những cái vẻ bên ngoài thì thứ nhất là em sẽ mất tiền. Còn nếu mà để dùng những dòng máy chạm trong tầm tiền của em thì tốt, trong cái phân khúc dưới 20 triệu thì anh vẫn khuyến cáo dùng các dòng máy của Dell, Lenovo, HP. Đây là ba cái dòng máy chạm mà đặc biệt các kỹ sư trên toàn thế giới rất tin dùng và bản thân anh cũng đã trải nghiệm rất nhiều. Nó rất bền. Nếu như em muốn mỏng nhẹ thì chỉ có dùng chip U thôi, mà chip U thì hiệu năng thấp. Còn không thì dùng một con gaming như em Quyết em đang dùng đây, đó là con 5577, có giá bán 18,5 triệu đồng. Chiếc máy này thì vừa có thể làm đồ họa, vừa có thể chơi game cũng như giải trí khá tốt với hai quạt tản nhiệt, khả năng nâng cấp tối đa 32GB RAM và có khe cắm ổ cứng M2 để chúng ta nâng cấp, đặc biệt nó có thể đọc được LVMe, tốc độ rất tốt. Và bên trong chiếc máy thì hai quạt tản nhiệt nó làm mát thì rất là ok, em có thể làm đồ họa được. Còn nếu để chắc chắn mà không để ý hình thức bên ngoài thì em có thể dùng các dòng máy chạm như Precision M408. Hoặc là mỏng hơn một chút mà muốn êm ái hơn thì em có thể chọn con Latitude, con này cũng rất bền. Ví dụ như là con 5580 chip HQ làm đồ họa được card 2GB, nó có giá khoảng 18,5 triệu. Còn nếu mà HP mà em thích mỏng nhẹ thì có con HP Omen nữa, trong phân khúc là i7-7700, 8GB, một SD128 cùng 1T, GTX 1050, có giá rất rẻ, chỉ 20 triệu, một con này cũng khá mỏng, nặng 2,2 cân, em chú ý em nhé. Đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Wasabi Vlog. Anh cho em hỏi, em ở thành phố Hồ Chí Minh muốn mua laptop đồ họa bên xây dựng, em làm video, muốn mua Lenovo P50 tầm 25 triệu. Thì bên anh phải làm cách nào, chính sách bảo hành xa như vậy thì như thế nào ạ? Mong anh giải đáp thắc mắc. Em ơi, thực ra việc mua bán online bây giờ thì nó không quá khó như ngày xưa. Ví dụ như em muốn mua con P50 này, em chỉ đặt lịch công ty anh, có thể mua hàng COD. COD là gì? Thì em chỉ cần mua đơn hàng trên 20 triệu thì đặt cọc trước cửa hàng 500.000. Khi hàng đến em kiểm tra đúng thông số kỹ thuật thì em thanh toán lốt cho bưu tá cho anh. Còn trong phân khúc P50 thì em sẽ mua được con i7-6700, 8GB, SD256 và cả màn hình M1000M, màn full, đang có giá là 25 triệu rưỡi, máy hình thức đẹp. Còn nếu mà kiểm tra bảo hành thì nó rất đơn giản thôi, trong 10 ngày đầu, nếu lỗi do cửa hàng anh, ví dụ như là thông số kỹ thuật không chuẩn chỉnh hay là lỗi do nhà sản xuất thì em có thể gửi lại cửa hàng và toàn bộ chi phí 2 đồng anh sẽ chịu cho em. Còn nếu mà muốn đổi sang một cái máy khác thì em cũng không mất tiền gì cả, sẽ mất tiền vận chuyển cho em nhé. Còn nếu sau này thì thôi em thông cảm là anh sẽ hỗ trợ được cho em trong 15 ngày thôi. Còn sau này nếu có bảo hành bảo hiểm gì thì chỉ gửi ở ngoài này. Bảo hành tối đa là 3 ngày, còn thường thì máy ra đây thì em sẽ được bảo hành nhanh gọn. Tất nhiên là đồ điện tử thì không ai mong muốn nó bảo hành cả, nhưng mà anh cam kết dòng sản phẩm bán ra trong vòng đời 5 năm sẽ có linh kiện thay thế mà thường sẽ nhanh gọn cho em. Còn trong trường hợp lâu quá thì sẽ cho em mượn máy mà hoàn toàn miễn phí em nhé. Câu hỏi tiếp theo của bạn Vũ Thế Đặng.
Bạn muốn hỏi về con Asus X540LGXX316D, cho em hỏi chỗ DVD có thể dùng cắt đi bay để thay thế ổ cứng cũ. Thay vào ổ cứng cũ là SSD thì tốc độ HDD có giảm không ạ? Hay ổ kết nối của DVD với mic là chuẩn gì anh? Em ấy thường đã kết nối ra DVD thì chúng ta sẽ dùng để lưu trữ dữ liệu. Thực ra qua cái cổng chuyển cắt đi bay thì nó sẽ bị giảm tốc độ của ổ cứng. Nhưng mà thường cái ổ cứng của em ấy nó đọc có 100MB. Mà đặc biệt ổ cứng HDD thì chúng ta cũng chả phải suy nghĩ nhiều làm gì. Còn SSD thì nó sẽ đẩy tốc độ khởi động ứng dụng nó nhanh hơn khoảng 500%, có nghĩa là nhanh gấp khoảng 5 lần so với cái ổ cứng thông thường của em. Đặc biệt nó không bị kém theo thời gian. Còn thực ra thì cắm carry bay thì chúng ta phải dùng lưu trữ, chính vì thế ổ còn tốt thì nó cũng không ảnh hưởng chất lượng quá nhiều nhé. Bởi vì khi chúng ta dùng thì cái SSD nó sẽ là lời chạy hiệu điều hành, chạy những ứng dụng. Còn tóm lại cái ổ kia chúng ta chỉ dùng để lưu trữ thôi, mà lưu trữ thì cũng không cần nhất thiết phải nhanh. Nhưng mà chú ý ổ của em nó phải còn ngon thì nó mới dùng mới tốt được. Câu hỏi thứ 5 của bạn Nhật Trần Long. Anh cho em hỏi, em làm văn phòng, đôi khi chỉ sửa ảnh và biên tập video. Em cần một chiếc laptop mỏng nhẹ có khả năng nâng cấp tầm 20 triệu trở lại, mời tư vấn. Công việc mà chỉnh sửa video, edit nhẹ. Trong phân khúc này thì nếu mỏng nhẹ thì sẽ có chiếc XPS, nó hơi nhỉnh một chút bởi vì con này chip HQ. Chip HQ như con này em chọn con i5, anh cho là 6300 RAM 8GB và cả màn hình của nó là GTX. Thì trong phân khúc này nó khoảng 22,5 triệu. Còn nếu mà muốn con máy mỏng hơn, mỏng và trong phân khúc bền mà rẻ thì có con Precision 3510. Chiếc máy này có giá bán nó khoảng 19 triệu, gồm Core i7-6820, RAM 8GB, SSD256, cả màn hình rời. Nó sẽ hỗ trợ em làm đồ họa tốt. Nhưng phải khuyến cáo với em là những dòng máy mà mỏng thì đồng nghĩa với việc nó sẽ giảm hiệu năng xuống và hệ thống tản nhiệt làm mát không tốt bằng những cái dòng máy mà nó chắc chắn dày hơn một chút. Nếu đã xác định làm đồ họa chuyên nghiệp thì nên chọn những dòng máy mà đủ khả năng tản nhiệt nâng cấp tốt em nhé. Còn nâng cấp những dòng này thì khuyến cáo với em nó chỉ có khả năng nâng cấp da và ổ cứng. Còn nếu mà em chọn các dòng máy chạm thì em có khả năng nâng cấp thêm cả CPU và cả màn hình đối với dòng cũ. Còn dòng mới thì em chỉ có khả năng nâng cấp Vega thôi em nhé. Câu hỏi của bạn Minh Quang Nguyễn. Anh tư vấn cho em Best Choice trong khoảng 25 triệu đổ lại, 9 game ổn định trong vòng 3 đến 4 năm trừ NFI ra. Trong phân khúc này thì anh nghĩ em nhìn một chút, em sẽ đầu tư khoảng 26 triệu rưỡi là có con Dell G5, anh thấy là ngon nhất. Con này thì anh đã trực tiếp test, thứ nhất là CPU của nó là 6 lõi 12 luồng, đó là con Core i7-8750H có điểm số rất tốt. Và càng màn hình là GTX 1050 Ti, mà Ti dòng này thì đã rất ổn định, mà anh chưa thấy dòng càng lỗi bao giờ. Chiếc máy này có khả năng nâng cấp SSD và RAM, còn ngoài ra CPU và cả màn hình thì không có khả năng nâng cấp, dùng trong vòng đời 3-4-5 ổn. Nhưng em chú ý là đồ điện tử thì không ông nào nói phép được cả. Nói chung là sẽ dùng 3-4-5, ý anh nói là không lỗi thời thôi. Còn nếu mà trong trường hợp mà phải bảo hành hay cái gì đó thì đồ đạc cũng sẽ dễ thay thế em nhé. Còn nếu mà HP thì anh thấy là con Omen cũng được. MSI thì trừ đúng không? Chắc Asus thì cũng không. À, có một con nữa đó là con Lenovo i530. Con này đích thân anh cũng đã review rồi. Thứ nhất là viền màn hình mỏng rất sexy luôn, mà hệ thống tản nhiệt rất tốt và đặc biệt có ổ cứng SSD NVMe. Cảm ơn GTX cũng 1050 Ti, trong phân khúc con này rất rẻ, 24,9 triệu, con này anh thấy là ngon nhất đấy. Câu hỏi thứ 7, bạn Nguyễn Văn Dũng. Em đang định mua laptop Dell cũ giá tầm 5-7 triệu, em đang ngắm con Latitude E6440, cho em hỏi có con nào ổn định không, trong tầm giá thì có con nào ngon hơn E6440 không ạ, mời anh tư vấn. E6440 con này ngon em nhá, Latitude, một dòng máy doanh nhân rất bền. Em này được cái chip M cũng ngon. Nhưng mà nếu như thực sự mà muốn làm việc lâu dài thì anh nghĩ là nên chọn con màn hình to. Màn hình to con này thì sẽ có chip đời 4 à. Chip đời 4 thì sẽ con 6540 thì hơi đắt, nhưng mà 6540 thì bền đấy, mà có cả màn hình rời, màn full, anh nghĩ dùng là ngon. Còn nếu mà dùng HP thì sẽ có con 8570P, anh thấy con này cũng được. Trong phân khúc từ con này thì chạy i5 cặc rời này, màn full này, SSD có rồi, 6.8 triệu, anh thấy ngon. Còn 6540 nếu mà em thường xuyên di chuyển đi lại nhiều mà thích chip M thì con này anh thấy là ngon. Có một con nữa đó là con HP ProBook 6540S, anh thấy con này cũng ngon, cũng là chip M, dùng ABC rất tốt, giá cũng chỉ hơn 5 củ rồi, có SSD rồi. Câu hỏi tiếp theo của bạn Long Hồ. Anh em hỏi con Acer Upright A515 có thể cắm ổ SSD không ạ, em cảm ơn. Em ơi, ổ cứng SSD thì anh nói luôn, gần như là chiếc máy nào cứ sản xuất từ đời khoảng 2008 đổ lên, trừ những cái dòng máy mà nhỏ bé hoặc là notebook thì mới không nâng cấp được thôi. Còn ngoài ra thì hầu hết những chiếc máy thông thường sẽ nâng cấp được. Máy nó sẽ có hai chuẩn ổ cứng, đối với những dòng đời cao thì có khe cắm ổ cứng M2, còn đời thấp thì thường em sẽ cắm ổ cứng 2.5 inch thông thường. Còn giá bán ổ cứng SSD giờ rất rẻ mà, chỉ khoảng 650 là có một cái 128GB rất ngon em nhé.
Câu hỏi tiếp theo của bạn Long Nguyễn Thị. Anh cho em hỏi trên chủ Lenovo thì em đã thấy chiếc Lenovo Legend phiên bản GTX 1060. Không biết shop mình đã có phiên bản này chưa? Con này anh chưa có đâu em ơi, đang đợi về em nhá. Hôm trước thì có 1050 Ti rồi, 1060 thì nó mới có thị trường nước ngoài thôi. Sắp tới có máy về thì anh sẽ làm đánh giá review cho em. Nhưng khuyến cáo em con này chắc không dưới 30 triệu đâu em nhá. Nhưng mà con này ngon đấy. Câu hỏi tiếp theo cũng là câu hỏi thứ 10 của bạn Lê Trí Hiếu. Anh cho em hỏi con Acer Nitro 5 bản i7 7700HQ cạc 1050 Ti sau cắm sạc để chơi game thì khoảng 1 giờ thì tự tụt xuống 5% rồi thoát game. Em mới mua có 3 tháng, cho em hỏi máy bị gì ạ? Em ơi, nguyên nhân này thì sẽ có hai nguyên nhân. Một là trong cái thời gian em dùng nó quá nóng, còn việc nó pin khoảng 1 giờ thì pin tự tụt xuống 5%. Khoảng 1 giờ pin tụt 5% thì cái này là yếu tố pin thôi em ạ, sợ pin nó kém thôi. Thì em có thể kiểm tra sợ pin nó lỗi em nhá. Game là máy sạc vào thì em mới mua được. Khi em cắm sạc vào thì game thoát ra. Thứ nhất là trong trường hợp mà pin bị tụt như này thì em xem thứ pin mà dùng hơn 1 tiếng trong dòng máy gaming thì có thể là em đang chạy hết hiệu năng 100% của máy. Còn đối với dòng gaming thực tế thì em để độ sáng khoảng 60% màn hình và chạy game liên tục, bật wifi chơi game thì nó sẽ trụ được khoảng thường hơn 2 tiếng thôi. Còn nếu để sáng 100% thì nó trụ được hơn 1 tiếng thôi em ạ. Như này cũng có thể là hoàn toàn bình thường. Còn không thì em cài thêm cái phần mềm như là Battery Mon để kiểm tra sức khỏe của quả pin xem nó có làm sao không em nhé. Còn mà cái trong trường hợp mà hết pin nó thoát ra thì anh nghĩ là nó không đủ điện dùng. Thì một số game mà nó không đủ điện dùng, nếu mà không cắm sạc ấy, thì nó sẽ thoát ra bởi vì cạc màn hình on. Nó sẽ không đủ xử lý cái game của em đang chơi. Câu hỏi tiếp theo của bạn Noli. Cạc màn hình rời AMD và NVIDIA thì cái nào tốt hơn? Em thấy bảo con AMD cho nhiệt độ khá cao khi chạy nặng chênh hơn con NVIDIA. Anh trả lời nhá, cái cạc AMD thì tại thị trường Việt Nam đúng ra thì nó sẽ không dùng được nhiều như NVIDIA. NVIDIA hiện nay các dòng máy tính kể cả trên PC hay laptop nó có thể chiếm đến 80% thị phần. Thực tế thì từ ngày xưa thì cái cạc AMD nó bị mang tiếng đó là nhiệt độ quá cao và rất dễ chết. Đúng thực sự là trong quá khứ nó đã có, nhưng vài năm trở lại đây thì cái công nghệ nó đã đuổi gần như kịp. Gần như kịp anh chỉ nói như vậy thôi bởi vì thực tế ở Việt Nam thì nó là cái xứ mà ẩm, độ ẩm cao. Chính vì thế là một số trường hợp khi sinh nhiệt cao thì nó cũng kiểu dễ bị chết nhiều hơn so với cả NVIDIA thôi. Còn nếu mà để so sánh chơi game và làm đồ họa thì cái này thì nó còn phải phụ thuộc vào thứ nhất là cái cấu hình máy của em, ví dụ RAM này, ổ cứng này, CPU, và nó phụ thuộc cả cái dòng máy nó làm mát có tốt hay không. Còn nếu mà để so hai con cạc thì nó cùng cái phân khúc thì anh đánh giá, ví dụ như hôm vừa rồi anh có so sánh với con RX 580 cũng 8GB với cả con GTX 1070 cũng 8GB, thì cái điểm số của con cạc AMD nó thấp hơn một chút trên laptop, còn cạc điểm số của con NVIDIA GTX thì nó cao hơn em ạ. Nếu như em muốn mua một dòng máy mà phổ thông thì anh nghĩ nên chọn dòng cạc GTX nghe ngon hơn. Còn AMD thì bao giờ nó sẽ giá bán nó sẽ rẻ hơn một chút, bởi vì những chiếc máy này thì nó không phổ thông và giá bán của cạc màn hình AMD cũng rẻ hơn em ạ. Câu hỏi tiếp theo của bạn Nguyễn Đại. Bạn muốn hỏi về chiếc RAM DDR3L và DDR3 thì cái nào tốt hơn? Cả hai loại RAM này thì nó sẽ hơi khác nhau một chút. DDR3L thì chủ yếu là nó là gọi là RAM tiết kiệm điện, nó chỉ có 1.35V thôi. Thường nó sẽ lắp trên chip hardware thế hệ 4 đổ lên. Còn RAM 3 thường như này thì chủ yếu là lắp trên cái dòng cũ, bớt của nó cũng thấp hơn, ví dụ 3L nó là 1.600. DDR3 bình thường thì nó sẽ có 1066 này, 1333 này và có cả 1600 nhưng không có chữ 3L. 3L thì có nghĩa là RAM tiết kiệm điện và lắp trên đời 4 em nhé. Nếu đánh giá thì RAM 3L tốt hơn so với RAM DDR3 thường. Câu hỏi thứ 13 cũng là câu hỏi cuối cùng của nhà hàng Paisy Việt Trì. Mình thấy chiếc HP ZBook 17 Workstation và Dell Precision M6800 cấu hình không khác nhau mà giá lại chênh nhau vậy. Bạn có thể làm video đánh giá so sánh giữa hai máy này không? Mình phân vân giữa hai máy này hoặc tầm giá thì có thể mua con nào tốt hơn hai dòng này không ạ? Chào bạn. Tối nay sẽ có một video rất chi tiết so sánh về cái tốc độ về hai chiếc máy này. Thực tế thì đây nó là hai đối thủ truyền kiếp, một em là của HP, một em là của Dell. Để anh phân tích một chút, chiếc Dell thì sẽ có một cái hình thể bên ngoài, nó có nghĩa là vuông thành sắc cạnh và đều bằng vỏ và bằng hợp kim nhôm, rất cứng cáp. Còn chiếc ZBook thì nó thiết kế mềm mại hơn một chút. Chiếc Dell 6800 thì hai quạt, còn ZBook thì chỉ có một quạt. Nếu mà so sánh về hiệu năng thì đánh giá nó là ngang nhau. Nhưng ở Việt Nam mình thì thường cái theo cái xu thế đó là chuộng cái gì thì dùng cái đó. Chính vì thế là ZBook thì nói thật sự là những cái cửa hàng bọn mình bán nó cũng chậm hơn so với Dell.
Chính vì thế giá nó rẻ hơn cũng là hoàn toàn bình thường. Ở đây đó là ý thức hệ thôi. Có nghĩa là đã ví dụ bạn tôi dùng Dell thì tôi cứ dùng Dell, bạn tôi dùng HP thì cũng dùng HP. Nhưng nói thực sự là 10 chiếc máy ở cửa hàng bán ra thì sẽ có 5 chiếc Dell, và chỉ chia nhau 5 chiếc khác thì nó chia nhau bao gồm các thương hiệu như là Asus này, HP này, Lenovo, vân vân. Còn nếu mà tại vì sao nó rẻ hơn thì rẻ hơn chỉ mà là ít người dùng, ít người mua hơn thôi. Còn nếu mà hiệu năng thì mình đánh giá, cái video mình vừa làm đánh giá thì có thể là nói là nó như nhau. Mặc dù là HP một quạt nhưng khả năng làm mát của nó cũng khá tốt, bởi vì quạt nó rất to, nói chung là nó đủ tản nhiệt, nó đủ hiệu năng. Còn nói chung là nếu như bạn thích một chiếc máy mà trâu bò mà có thể chống chịu trong cái môi trường ở ABC bên ngoài, 6800 hơn. Còn một chiếc máy mà thiết kế nó kiểu dạng như là nó nhẹ nhàng hơn, nó không cục mịch thì ZBook lại ngon hơn, mà đặc biệt giá rẻ hơn khoảng 2 triệu. Còn ở đây thì bạn thích dòng nào thì mua hơn thì mua thôi. Còn nếu phân khúc mà dưới 20 triệu để làm đồ họa chuyên nghiệp trâu bò thì mình nghĩ chưa có đối thủ. Và đây thì cũng là câu hỏi cuối cùng. Cũng như mọi hôm thì các bạn cứ có những cái câu hỏi gì cần thắc mắc, cần đánh giá bất kỳ cái dòng sản phẩm gì, tư vấn ABC như nào đó cứ đặt lại bên dưới. Anh em mình sẽ quay những cái video trả lời ngắn gọn như này. Và bây giờ thân chào các bạn và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn.